Đây là kết thúc một buổi anh chị ha, sắp nha. Trời chỉ mưa quá trời anh chị ơi. Này sim đó, anh chị mình xem ha. Này là chú sim. Còn chú sáp nè, sáp này, cái này là nhỏ anh chị nè, nhỏ nhưng mà nó trái nó cũng to lắm nha, nhưng mà nó rớt hàng nhỏ rồi nè. Con này nó hàng lớn anh chị nha, nó to trái hơn ha. Đó, cái hàng nhỏ là nhiều khi anh chị thấy nè, nó rồi được có nãy đầu nó bự thôi, còn như nó vừa không rớt nha, chứ không phải là thấy nãy đây lớn là qua hàng lớn nha anh chị nha, không có nha. Đây mình mua bán mình chia sẻ thiệt tình lắm nha. Đó. Trời, quá trời chỉ mưa anh chị ơi. Đó, bật đèn lên cái sáng sủa lên liền ha. Con này là hàng xả ra, nó bị hư hết rồi. Xả ra mình bán cho mấy người cho heo cho dê ăn đó anh chị. Đó, tại cái này quá trình người ta vận chuyển anh chị, nó bị chày dập nhiều quá này, bắt buộc phải bỏ nè, nó không có đi được. Chuối đi ít nhất gì nó cũng phải tươi đẹp gì nè anh chị ha. Đó, nó tươi gì nè. Tại vì đó, khi mà em tham khảo ở Sài Gòn á, em đi một vòng mấy chuyến rồi, thì em thấy những anh chị bán lẻ đó, lý do mà anh chị bán chậm á, thì thật sự em nói luôn, như em là khách hàng cũng vậy, em không phải là một vấn đề để mình mua mà mình nói anh chị nha, em là khách hàng cũng vậy. Cái chuối mà nó chày nó bầm dập quá, anh chị đi ngang nhìn nó không có bắt mắt anh chị à. Mặc dù là nó bự hay nó nhỏ như thế nào đó, nhưng mà nó chày chụa dập nát hết trơn này nó không có bắt mắt. Ít nhất gì đây nè, em cho anh chị coi nè, khi mà nó chín á thì ít ra nó cũng phải đẹp gì anh chị ha. Nè, nó không có chạy bầm, còn kìa anh chị thấy không, nó gì sao ăn uống gì. Còn cái quá trình chú sáp thì mình không nói rồi, chú sáp đi thì nói chung khỏe đó, nó mắc tiền nhưng mà nó đi nó không có bị trục chặt gì, giống như chạy dập rồi này kia anh chị, nó khỏe cho mình lắm. Còn đây là cái đống chuối em xả nãy nè, nè hàng nhỏ nè anh chị, đẹp cực kỳ không, là hàng nhỏ nha. Đó, anh chị có nhu cầu thì cứ alo cho em ha. Thì chú sáp này số lượng nó không có được nhiều nha anh chị, anh chị muốn mua thì anh chị điện em trước, rồi số lượng 2-3 ngày gì đó rồi em tranh thủ em giao cho anh chị đó. Còn như khi mà trong quầy á xả ra thì nó như vậy nha anh chị, những nãy như thế này em bỏ loại không có cho đem cho anh chị nha, gì bán luôn gì nó bị lép 2-3 trái luôn, muốn bán gì. Cái quá trình mà mình xả nãy như vậy á nó mắc ký lắm anh chị nha, nên anh chị mua ví dụ như là mua thì nên cái giá em đưa ra nó hơi trên lệch một like nha anh chị. Ví dụ như bình thường anh chị mua thì nói chung là em xả ra bình thường em cũng nói thật sự á, anh chị xuống tới đây á, anh chị cân á, thì em chú sắp nhỏ nè thì em tính cho anh chị với cái giá nó phải chăng hơn đó. Còn mà bình thường mà em gửi đi á, thì cái giá cước nó đội lên xíu anh chị nha, một like ha. Như chú này hiện tại em đang giao cho khách là 10.000 anh chị nè, 10.000 sắp nhỏ 10.000 ký, sắp lớn 13.000 ký, trên là 3.000 anh chị nha. Được rồi, thì cảm ơn anh chị đã xem thông tin, số điện thoại em trên màn hình, anh chị có nhu cầu chú thì cứ alo cho em ha. Chào anh chị nha. Được rồi, chào cô chú anh chị mình nha. Thì quay cho anh chị mình xem, đây là chú sáp hàng VIP nha, đó hàng đúng VIP nha anh chị. Đây trái khá là to nha. Cái này á thì anh chị nó nhìn nó sạch sẽ nó đẹp đẽ nha, nhưng mà ăn á là em phái nhất là ăn những cái loại chú xanh như thế này nha. Sáp nó có hai loại anh chị để ý mình nha. Cái này á là
cũng là sáp nghệ cơm vàng, nhưng mà nó là dạng như là nó sạch sẽ hơn. Ở đây thì chú sáp giờ khó mua lắm anh chị, mua là giống như mua là phải chú sáp giờ mua là anh chị biết sao không? Mua là mình phải nói chung là này nọ nó kia mình lung chân, khó mua lắm. Giá thứ nhất là giá cả, thứ hai nữa là vấn đề ở đây á, thị trường á chuộng, rất là chuộng chú sáp anh chị. Hầu như em đi giao các chỗ thì em thấy chú sáp với chú cao là chuộng nha. Đây là toàn bộ là hàng VIP hết anh chị nha. Còn hàng bên đó là mình xả riêng để cho bà chị bán lẻ đó, anh chị mình xem tham khảo ha. Thì số lượng chú sim nữa thì chiều nay về sau, còn hiện tại bữa nay là mình gom chú sáp anh chị nha. Trong bữa nay, bữa ngày hôm nay thì mình gom chú sáp, sim mình gom sau nha. Chú giờ chú sáp này giờ mua khó khăn lắm anh chị, chua lắm. Được rồi, thì cô chú anh chị mình có ai có nhu cầu chú sim chú sáp ủng hộ em thì cứ alo em số điện thoại trên màn hình. Thì em niên ở trong thành Tiền Giang anh chị nha. Hiện tại hàng chú sáp bên em rất là hụt hàng anh chị nha, em không có hàng để đi nhiều. Nhưng mà thí dụ anh chị mình thương thì anh chị ủng hộ thì cứ alo em đặt hàng, thì em cố gắng cho quần cho anh chị ha. Nhất là nói chung là quan trọng là vấn đề giá cả thôi anh chị. Tại vì em cũng chia sẻ thật tình thì hiện tại giờ cái giá chuối nó bấp bênh lắm anh chị. Nó chú sim thì nó tụt mà chú sáp thì nó không có tụt, nhưng mà mình khó mua anh chị. Đây là hàng loại VIP anh chị nha. To trái. Với lại á, cái chú sáp á, nó nhiều anh chị á, thông cảm giùm một chuyện như thế này. Thì sẵn em nói luôn, thì khi mà anh chị đặt hàng bên em á, chú sáp á, có khi nó lên nó sang dày, thì có khi nó trái nó dày, chứ không phải là lúc nào nó cũng dày. Đó, vấn đề đó anh chị mình thông cảm nha. Như vậy là nói chung về chú sáp thì như vậy, cái quậy như vậy thì nó thuộc vô hàng chú lớn của người ta rồi anh chị. Chứ nó phải bắt buộc phải như vậy mới là vô chú lớn anh chị nha. Nên anh chị cái hết sức rồi để ý giùm em, thông cảm giùm em nha. Đó, còn nhỏ nè, đây quay cho anh chị mình xem. Nhỏ là nó sẽ dướng lại như thế này. Đó. Anh chị thấy không? Hàng nhỏ nè. Này làm xả để riêng để cho nó chín để mà giao cho bà chị bán lẻ. Đây. Đó. Nhỏ. Cái này thật sự ra là nó cũng đẹp bự đều lắm, chứ không phải là nhỏ đâu anh chị, nhưng mà nó làm lại hàng nhỏ. Nên nó khi mà em chia sẻ với anh chị để ý giùm em. Để khi mà anh chị có đặt hàng em lên hàng anh chị cũng không có bỡ ngỡ nhiều khi. Có sao mà có nhiều anh chị hỏi ủa em ơi có sao lên chứ chú không vậy, có sao lên chú ấy. Nhưng mà thí dụ như mà cái vấn đề mà anh chị mà đặt hàng VIP hết á, kêu bằng thí dụ mà hàng VIP luôn á, hàng chú sáp mà loại VIP luôn á, thì á đa phần là nó sẽ đi hàng như thế này anh chị coi nè. Đây một nải của nó đỡ tượng này, nè một nải nó nè anh chị thấy không, nó như quầy chú sim đi trang chú sim vậy đó, nó không có khác chút nào hết trơn á. Còn thật sự chú sáp trung bình nó vậy là nó gọi là quá đẹp rồi anh chị nè, chứ không phải là quầy hai ba nãy đâu nha anh chị. Rồi thì cảm ơn anh chị mình rất là nhiều nha. Rồi thì xin chào cô chú anh chị mình nha. Thì sẵn đây em làm clip này thì em xin nói rõ như thế này, có nhiều anh chị điện em á đặt hàng để mà về anh chị bán lẻ, nấu bán lẻ hoặc là như thế nào đó vân vân, thì có khá nhiều anh chị điện em á hỏi giá cả rồi xong như thế nào gì đó, thì em cũng báo luôn cho anh chị mình cho nó rõ thực tế hơn. Thì khi mà em chỉ nói câu đơn giản như thế này, thì thí dụ em giao bên trên Sài Gòn thì những cái dựa lớn người ta em giao lên giá vậy,
thì thí dụ 5 đồng thì anh chị ra dựa lấy lại, thì thí dụ như hàng phải 7 đồng 6 đồng hoặc 7 đồng gì đó, thì chuyện đó dĩ nhiên anh chị nha, đó là chuyện đương nhiên. Còn khi mà anh chị đặt hàng bên em thì em vẫn giao cho anh chị cái giá đó, nhưng mà được cái lợi thế cho anh chị á, là anh chị lấy của em là giống như là tại gốc anh chị nha, không có qua trung gian gì nữa hết. Nên có nhiều anh chị trái đắn đo suy nghĩ rồi này kia các kiểu gì á. Như á, trường hợp mà anh chị bán chú sáp mà bán lẻ chú sáp á, cái này em nói thực tế nha, nếu mà anh chị bán lẻ, tại vì em có giao cho nhiều mối bán lẻ Sài Gòn nấu để bán á, anh chị thì em thấy như thế này, trung bình cái những loại chuối như thế này anh chị bán rất là khỏe, nó chạy lắm, giá cả hợp lý nữa đó. Thì tất nhiên cái gì cũng vậy, khi mà anh chị đã bước chân ra dựa lấy lại thì anh chị phải mất 1-2 đồng rồi đó. Còn anh chị lấy hàng của bên em thì thứ nhất là nó sẽ đỡ tốn 1-2 đồng đó anh chị. Sáp thì cực kỳ luôn anh chị nha, không có chê vào đâu được hết ha. Còn hàng đây là VIP nha anh chị, hàng VIP luôn á. Còn riêng về chú chim ở đây thì em đi theo đơn đặt hàng anh chị nha, chứ không có liên tụ tục để ở giữa. Tại vì chú chim mà anh chị đặt chặt xuống rồi đó, nó lẹ chín lắm, nó lẹ thâm lẹ chín lắm. Nên đặt hàng thí dụ một ngày em đi hàng của em bao nhiêu thì em canh nhà vườn em chặt bấy nhiêu gì đó. Shop này, hàng VIP nè anh chị, trái nè anh chị thấy không, khủng khiếp không, trái nào trái nấy, thấy anh chị thấy ghê gớm chưa. Còn trái chú sim này là không có level nè anh chị, chú sim đen mình nè anh chị thấy đó, mà còn không có level với mấy trái chú sáp bên đây nữa là anh chị biết rồi đó. Mà lâu lâu anh chị ơi, lâu lâu nó mới về hạn vậy, chứ trung bình là chú sáp như vậy là khá là ok rồi, chứ nó đâu được vậy anh chị đó, anh chị thấy không đó. Bởi vì tại sao mà ở đây chứ hàng chú sáp của em khan hiếm là vậy đó, em giao cho anh chị bán lẻ rồi này thì rất là nhiều luôn, tại vì người ta lấy hàng của em người ta bán người ta yên tâm lắm. Thứ nhất là người ta mắc đỡ mắc mấy đồng, thứ hai nữa là hàng lên là lúc nào cũng lô tươi gói á. Đó, rồi anh chị tự vú, anh chị tự ủ như thế nào đó, anh chị ủ đó, hàng gì nè ngổ sao không ngon anh chị mua bán sao không khỏe, chứ anh chị qua dựa lấy lại thì tất nhiên là anh chị phải mất phí rồi, nói chung là anh chị phải mất 1-2 đồng, chuyện đó đơn giản thôi. Thì xong thì chia sẻ với anh chị mình cái cách mà để mà anh chị để nhận biết được lấy hàng bán như thế nào gọi là nó đỡ tốn chi phí hơn, là em chỉ giới thiệu vậy. Còn anh chị ở đâu cũng vậy, em ship tặng nơi cho anh chị hết toàn bộ, số lượng anh chị báo cho em thì khi nào có sẵn thì em sẽ giao, còn khi nào mà nó chưa có thì em sẽ nhận, hai ngày sau em gửi lên cho anh chị, 1-2 ngày gì đó, tại vì cũng không phải lúc nào cũng nó nằm sẵn có gì đâu anh chị. Cái này là em đang gom đơn để mà em gửi đi nè, mà chưa đủ số lượng nữa nè. Còn cái vấn đề đây em chia sẻ luôn, chuối á, chuối sáp này thì nó nhất định hàng lớn rồi, vì nó đã qua hàng lớn rồi anh chị. Đây ha, trái nè anh chị thấy nè, chứ không phải là như vậy mới gọi là hàng lớn hay được gọi là hàng VIP luôn rồi nha anh chị nè. Một nãy nó có khi nó sẽ rơi vào từ 1,4 kg, 2 kg đó. Đây có ngoài cái nãy này thì nó thuộc về đột biến rồi, chú sáp mà nó như vậy đột biến rồi. Được rồi, thì số điện thoại em trên màn hình, chia sẻ với anh chị những cái cách gọi là đơn giản nhất, anh chị mình có nhu cầu đặt chuối thì cứ alo em ha.